Thưa quý vị, khu vực vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là những làng quê thanh bình yên ả với không khí trong lành và người dân ở đây rất thân thiện. Ngày hôm nay mời quý vị cùng Ngọc Hà khám phá nét đẹp của vùng thôn quê nơi đây qua chuyên mục Quảng Bình đêm đến kỳ này. Nét đẹp của quê hương di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ được tạo nên bởi những kỳ quan thiên nhiên kỳ thú mà ẩn chứa những nét đẹp về văn hóa, lối sống của người dân. Hương Trạch, huyện Bố Trạch là vùng quê nổi tiếng với nhiều món ăn đặc sắc. Về mảnh đất này, mùa nào cũng có những món ăn làm say lòng du khách. Những mẻ bánh nhỏ, nụ cười ấm áp, thân tình của người làm bánh là hình ảnh quen thuộc mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên biển quê di sản này. Mẹ làm từ khi mà mẹ mới có đứa đâu đến chứ, có chồng có đứa đâu đến chứ, con mẹ cố mà đẻ mẹ của mẹ ra cũng làm tròn một đời, đại mẹ của mẹ tròn một đời luôn, làm nghề bánh nhưng mà xong. Đời mẹ là 4, con là 5, mẹ làm không phải từng đi thử mô, mẹ làm là 10 loại bánh, bánh gai này, bánh tay này, rồi là bánh ít mật này, ít trắng này, nói chung mẹ bánh 10 mấy loại bánh này. Nhân lực nói chung của mẹ là 5 đứa con về làm được con gái thì mẹ là làm được hết cả. Du khách họ say thích lắm, họ hay ăn lắm. Du khách mà khách Hà Nội về như về cái vùng ngoài nè, mua sạch về cả đào cả yến 4-5 cân nữa. Du lịch nước ngoài hồng là hay ăn lắm. Một người ra mua là cứ một ngày một đùm mỗi ngày mỗi đùm đúng xẻo rồi là một đùm là có một xẻo nọc mắm là vô là họ cứ mỗi người mỗi đùm đến xe rồi đó. Bánh xèo thì làm từ vật liệu gì ạ? Gạo xay ra như là muối, lạt là hề, dầu. Cũng tương tự giống như bánh bèo đúng không? Bèo nhưng được. Mà ở cái khuôn bánh xèo. Khuôn ở đây đây cũng như rán đâu rồi là hồ hôn, còn đây là rán, chứ không rán. Một ngày thì gia đình mình làm khoảng được bao nhiêu kg gạo để cho ra bánh xèo? Cứ 7 ký. Em có thể làm con báo được không ạ? Được. Em thử ăn nhé. Thế dâu đi bà. Thế dâu vô. Đổ qua một gạo nữa. Có ít quá không? Được. Được làm từ những hạt gạo trắng trong trên cánh đồng được bồi đắp bởi phù sa của dòng sông Son. Cả món bánh ở Phong Nha mang hương vị rất riêng biệt. Người làm bánh vì cải tâm, cải tình với thôn quê, với truyền thống mà còn giữ trọn vẹn cái hồn cốt của quê hương trong mỗi chiếc bánh. Bên bếp lửa ấm nồng ấy, những món bánh dân dã cổ truyền của dân tộc đã neo vào lòng mỗi du khách và cả người dân địa phương hương vị ngày xưa giữa muôn vàn thử quả bánh của đời sống hiện đại hôm nay. Dạo chơi trên những con đường làng xanh ngát, được gặp gỡ với những người dân rất thân thiện và đặc biệt được thưởng thức rất nhiều các món ăn đặc trưng của nơi đây, Ngọc Hà cảm thấy rất là thú vị. Và Ngọc Hà tin rằng đó cũng đã là cảm giác chung của rất nhiều du khách khi đến thăm những làng quê xinh đẹp của vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng này.